Xin chào các bác, em là Hà Thương bên Đồng Mỹ Nghệ Đông Sơn đây ạ. Thì ngày hôm nay em đang lên cho các bác đó là một chiếc ngai 5 chén màu vàng đậm của nhà em nha. Ngai này đang có cái họa tiết là song long trồng mặt nguyệt đấy ạ. Và có cái chiều dài đó là 30cm nha các bác. Nhà em có hai chiều dài cơ bản đó là 25 và 30cm. Bác nào cần ngai 3 chén và ngai 5 chén có thể liên hệ với em nha. Đây chính là ngai có cái họa tiết là song long trồng mặt nguyệt đấy ạ. Các bác thấy song long thấy không ạ? Đấy, rất là đẹp nha các bác. Ngay đây là có màu vàng đậm. Nhà em có 4 màu cơ bản của màu của đồng vàng, đó là màu vàng bóng, vàng đậm, màu hun nâu dạ cổ và màu highlight tím nha các bác. Và em có để số điện thoại ở dưới phần bình luận cũng như là phần video này là 0911740569. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em qua số điện thoại đấy nha các bác. Hoặc các bác để lại cái bình luận là bằng số điện thoại của các bác ở phía dưới, em sẽ chủ động liên hệ cho các bác ạ. Em xin phép cảm ơn các bác đã cùng theo dõi cái video này nhé.